Xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn nhé. Anh em mình lại tiếp tục đầu năm 2022, tiếp tục lên đây là bản Nhàm, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai, thi công lên mẫu nhà cho anh gia đình anh chị Kiên Ngoan ở tại bản Nhàm Bảo Yên Lào Cai. Thì hiện tại đây là gia đình đang, hôm nay là ngày 8 tháng 1, gia đình đang nhờ anh em họ hàng đến giúp đào móng nhá. Đây là căn nhà hai gian hai trái kết hợp với 4 phòng ngủ, có tổng diện tích chỉ khoảng 140m² sàn, một sàn. Đây là nơi anh em mình làm cốt pha đấy nhá. Đây cốt pha sẽ để đóng như thế này này. Đây là đóng dầm xà. Đây là anh em đang đóng cái xà lục lăng. Cây tre mai hoặc là biên vào dưới để dựng dàn giáo như thế này này để mới lên được nhá. Thì em đang làm sắt ở phần dưới này. Đây là quá trình anh em tôi đang làm cây xà vượt. Thì cây xà vượt có nghĩa là nhà này là trốn một cột mà, trốn một cái cột cái ở giữa. Đang làm đoạn xà vượt lòng này nhé. Đây là khi ta ở tầng dưới ta nhìn đây là cái sàn trốn hết cột. Cái cột này đã được trốn cả trên cả dưới nhá, trốn hết cả cây luôn. Nó đáng nhẽ nó có như cây bên này nhưng mà là trốn bỏ hết này, bỏ cả gốc luôn. Đây là ngôi nhà hai gian hai trái mà có làm trốn một cột cái kia, hiện tại là trốn cả dưới cả trên này. Chúng em đang căng dây lấy đường thẳng là chuẩn bị bắt cái xà trên. Trốn hẳn một cây. Không có móng. Công trình được khởi công từ ngày mùng 8 tháng 2. À đâu, mùng 8 tháng riêng. Đến giờ mới làm được từng này việc, trời mưa quá không làm được các bác. Bảy này em đang buông để đón mái 60. Nhà này thì anh em tôi làm cái cầu thang xương cá. Bộ cầu thang này là sẽ có 15 bậc, cổ bậc 20 phân. Nhà sàn là luôn làm lẻ nhá. Và đây là cái phần cầu thích kéo liền ra của cái đằng phòng ngủ này. Sau này là cái khu vực này là sẽ xây một cái nhà tắm nhà vệ sinh đây. Cái khoang này là làm bếp. Khoang để chống làm bếp nhá, một khoang để chống để làm bếp này, dài bằng ván. Nhà này thì sử dụng tôn thuê tôn trải sàn nhá, gia đình thuê tôn trải sàn. Tuy nhiên là nó không có đòn đà các cái, mình phải bổ những cái gốc tre, gốc bương ra, gốc mai ra để làm cái nan ken.
Mẫu hoa văn của cái đầu bảy hay là đầu nghé, anh em mình làm hoa nổi hết. Ở nhà này là có làm hai hàng xà, nên là theo cái phong tục đại khái là sao thích ở đây, đại khái vùng miền đi. Đây là có hai hàng xà này, một hàng trên và một hàng dưới. Hàng trên thì lớn hơn một chút và hàng dưới nhỏ hơn một chút. Hai hàng này có cách nhau là 45 phân. Chạy ba bì xung quanh nhá, đằng sau phòng ngủ thì không có. Còn bảy thì anh em mình vẫn nói bình thường thôi, vẫn đón mét tư, mét rưỡi thôi. Mét tư, mét rưỡi. Đây là một mẫu kẻ truyền. Cùng nhà một gian hai, hai gian hai trái kết hợp với bốn phòng ngủ. Các cái công tác cuối cùng để hoàn thiện xong bộ khung. Đây, mẫu kẻ truyền này. Nách mở ra 2m2 nhá. Thì hiện tại đang còn thiếu một cái cây chóp nón nữa để ghép cái đòn tay nóc nữa. Đây cái chóp nón chưa được làm. Nên phải chờ tháo cái bộ kia xong mới làm được. Bộ mái rất là đẹp, vững chắc luôn. Kể cả lợp tôn, lợp ngói bao cho các bác khỏe nhá. Đổ mái gắn ngói cũng được. Đây tất cả những cái xà này, xà kèo bài kè sử dụng bằng phim 12 hết. Ok, bao khỏe, bao đẹp. Chốn cột rất là thoáng. Đây là cái phần ở trên nóc này, thiếu một cái chóp nón nữa này. Thiếu một số chi tiết nữa là sẽ làm xong, là sẽ đặt cái ghép cái đòn tay nóc lên nữa là sẽ xong được cái phần mái. Hiện tại anh em tôi đang tiến hành ghép cái phần trần phòng ngủ, đang kéo tôn lên để trải. Mỗi một cái phòng ngủ này có diện tích bây giờ phủ bì là 11m5 nhé. Khi xây xung quanh vào này sẽ còn tầm 10 mét sử dụng, cũng vừa vừa thôi, thoải mái. Để đùa ra một vì để mở mở phòng ngủ đằng ra đằng sau. Kiểu mẫu nhà như thế này là 7 sẽ đón 3 bề. Nên cái phần mái của nhà chính này sẽ lợp hết khoảng 250 mét mái nhé. 250 đến 270 mét mái. Ví dụ lợp tôn hay là lợp ngói thì các bác tính ra được. Đây bác chủ nhà đang đứng rất là đĩnh đạc. Đang chuẩn bị máy để quay một số những cái chi tiết để up lên Facebook. Đến cái ngày đổ chân, đổ chân, đổ sàn thì gia đình lại nhờ tiếp là anh em lại đến giúp đỡ nhá. Sẽ bắt cầu và tiến hành đổ cái chân phòng ngủ trước, đổ chân phòng ngủ sau đó là sẽ xuống cái phần sàn.
Tất cả phần vật liệu để làm xong cái bộ khung này ấy, thì sử dụng hết 105 cây phi 14, 125 cây phi 12, hơn 100 cây phi 10 và 6 tạ rưỡi sắt 8 nhá. Cái này nhà này là sử dụng sàn là dùng cả sắt 10 cả sắt 8. Hết 450 kg sắt 6, 15 tấn xi. 15 đến 16 tấn xi, còn 25 là 35 khối cát và 35 khối đá. Để làm xong tính cả đổ sàn rồi đấy nhá. Có thể dư một chút chứ thiếu không thiếu, à có thể thiếu một chút chứ thừa đâu không có thừa đâu, vật liệu bằng ấy nhá. Các bác lưu ý cái phần vật liệu, tính vật liệu cho các bác rất là cụ thể để các bác nắm được tình hình một cái xây dựng cái mẫu nhà như này vật liệu như nào. Thì còn một số cái cốt pha nữa, cốt pha thì tí em đã hết khoảng 2-3 khối, 3 khối tròn thì được hơn 2 khối thành phẩm. Do nhà này là làm thứ nhất là cao, thứ hai nữa là làm hai hàng xà, cho nên là cái lượng cát sỏi nó cũng có thêm một chút. Bình thường thì 35 khối thì nhà này nó phải hết khoảng 40 khối mỗi thứ, cát và sỏi hoặc đá 1-2, xi cũng lên thêm một chút và sắt nữa, sắt thì thêm khá nhiều đấy. Giờ này thì đã là 11 giờ hơn rồi, 11 giờ hơn một chút rồi. Công trình công tác đổ sàn đã xong, đòn tay nắp cũng đã ghép và đổ xong. Kết thúc một công trình ở tại bản Nhàm Bảo Yên, bản Nhàm Xuân Hòa Bảo Yên Lào Cai. Các bác theo dõi video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em Vui Đó Đây nhé. Chuyên lĩnh vực xây dựng nhà sàn bê tông, thiết kế xây dựng các kiểu lợp, xây chát, ốp lát. Các bác đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, những địa chỉ, địa điểm mới, mẫu mới mà anh em chúng tôi sẽ tiếp tục thi công trong thời gian tới nhé. Xin kính chào các bác.